chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Các bác vừa mới nghe một bản nhạc của em đồng hồ Senko, dòng đồng hồ mở mặt. Em này thì các bác chắc chắn là không lạ gì nữa, bởi vì cái mẫu này xốp về rất là nhiều và bán rất là chạy, cực kỳ chạy luôn. Đây là mã của em đồng hồ này này, RE579B của thuộc hãng Senko, dòng mở mặt 3. Đây là sách và hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, tem bảo hành của hãng Senko, và cái tờ giấy này là các bản nhạc của em đồng hồ. Mẫu này thì có hai phiên bản màu nâu và màu trắng sữa. Thực ra thì màu nâu này bán chạy hơn màu trắng sữa khá là nhiều, bởi vì là màu trắng sữa đấy thì nó phải phù hợp với không gian thì với mình mới sử dụng được. Còn em màu nâu này các bác để phòng nào cũng hợp lý, treo trưng ở cái không gian nào cũng ok. Em này là hàng mới nguyên hộp nhưng mà giá của nó cực kỳ hợp lý mọi người nhé. Mọi người có thể đem tặng sếp hay là tặng quà tân gia, hay là mình trưng ở trong các không gian phòng hiện đại đều rất là đẹp. Giá tác của Nhật hiện tại em này so với đợt trước là tăng. Đợt trước là có 20.000 yên thôi, đợt này về Việt Nam lên đến 22.000 yên, tăng thêm 2.000 yên nữa. Nhưng mà giá của shop vẫn không thay đổi mọi người nhé. Giá của shop vẫn không thay đổi. Giới thiệu qua về em đồng hồ này thì khi mà tròn giờ nó có 39 bản nhạc đây. Khi mà tròn giờ thì đồng hồ sẽ mở mặt và ba mặt đồng hồ nó sẽ chuyển động theo điệu nhạc. Khi mà hết một cái bản nhạc thì nó sẽ có nhạc dạo ở cuối cùng. Rất là hay. Tiếng nhạc có đủ các thể loại nhạc luôn. Mọi người có thể tham khảo qua cái hướng dẫn sử dụng của hãng đây. Nó có 3 nấc ABC. Mọi người nên để cho em nấc A nhé. Nấc A thì có 34 bản. Nấc A là có 34 bản thì để cho mọi người nghe rõ hơn. Bộ phận xoay cái này, em này nó đẹp mà nó theo thiên hướng hiện đại, bởi vì nó có thêm 6 viên pha lê Swarovski này, rất là lấp lánh, rất là đẹp, màu xanh. Và bộ phận xoay ở dưới cũng có 4 viên pha lê. Size của em này thì size 43 mọi người ạ. Size 43 và ngang của nó là 39, 43 x 39 kim trôi. Ở những cái họa tiết này như là một cái tòa lâu đài. Ban đêm có mắt cảm biến tự động ngắt chuông đêm, không làm phiền giấc ngủ của mọi người. Đây là cái mắt cảm biến của nó mọi người nhé. Mọi người xem cho kỹ. Cái màu nâu này thì rất là được ưa chuộng, giá rất là hợp lý. Mọi người có thể tham khảo ở trên web. Dưới đây thì em có review cho các bác em đồng hồ Senko mở mặt, hàng mới nguyên hộp. Có mã là RE579B. Các bác mà yêu thích em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên nhà em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.